Mến chào quý vị và các bạn khán giả đang theo dõi chương trình du lịch cuối tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa quý vị và các bạn, là địa điểm du lịch nổi tiếng của cả nước, Đà Lạt đang xuất hiện rất nhiều địa chỉ tham quan, trải nghiệm và nghỉ dưỡng mới mẻ. Trước khi cùng Hải Yến khám phá những địa điểm, những hoạt động du lịch hấp dẫn mà chương trình giới thiệu hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin du lịch trên địa bàn. Theo kế hoạch đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, thành phố Đà Lạt sẽ xây dựng một ngành du lịch dịch vụ của địa phương theo hướng chất lượng cao. Cụ thể, đến năm 2020, ngành dịch vụ du lịch của thành phố sẽ chiếm tỷ trọng từ 67 đến 68% GDP. Lượng du khách tăng từ 10 đến 11%, bình quân khách lưu trú đạt 2,5 ngày một khách. Ngoài ra, có 70% số phòng đạt chuẩn từ 1 đến 5 sao. 90% lao động trực tiếp trong ngành du lịch dịch vụ được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn. Và đến năm 2025, sẽ tăng dần từ 2 đến 10% các chỉ tiêu trên. Để đạt được mục tiêu xây dựng ngành du lịch dịch vụ theo hướng chất lượng cao trong thời gian tới, thành phố Đà Lạt sẽ tăng cường công tác phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội và các địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân, nhất là xây dựng phát huy phong cách người Đà Lạt, hiền hòa, thanh lịch, mến khách, tăng cường công tác kiểm tra, chứng chỉnh kịp thời các trường hợp vi phạm trong thực hiện quy định như đăng ký giá, bán đúng giá đăng ký, ngăn chặn tình trạng co kéo, ép giá, mất trật tự an ninh tại các cơ sở kinh doanh lưu trú và địa điểm tham quan du lịch, ăn uống, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch, đồng thời nâng cao chất lượng môi trường du lịch Đà Lạt cả 3 tiêu chí về môi trường tự nhiên, môi trường xã hội và môi trường kinh doanh. Trước những cơ hội và thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cùng với việc tham chiếu các mô hình ứng dụng thành công của các nước trên thế giới như Tây Ban Nha, Đài Loan, Hàn Quốc, sẽ giúp thành phố Đà Lạt có thể áp dụng và triển khai nhanh ứng dụng du lịch thông minh. Qua đó, có phần định hướng xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh để thu hút, nâng cao chỉ số hài lòng của du khách, kết nối các doanh nghiệp, dịch vụ du lịch, nâng cao năng lực quản lý của cơ quan nhà nước và hướng tới mục tiêu ngành du lịch Đà Lạt sẽ phát triển theo hướng chất lượng cao. Cho du khách các cái thông tin cần thiết là vấn đề rất quan trọng. Ví dụ như nhà nghỉ này, tiện ích về ăn uống dịch vụ, kể cả những vấn đề về tiện ích khác như là ngân hàng, như là bưu điện, như là ô tô bus, vé máy bay, ATM, nói chung là tất cả những cái gì liên quan đến cái dịch vụ cho du khách, cho doanh nghiệp và người dân thì chúng tôi đều cung cấp. Nhiều năm qua, ngành du lịch Đà Lạt phát triển ổn định, có phần thúc đẩy cơ cấu kinh tế thành phố chuyển dịch theo hướng tích cực. Nếu như năm 2010, du lịch dịch vụ chiếm 73,4% GDP, thì đến cuối năm 2015, chiếm 75% GDP tính theo khách cũ, chiếm 64% GDP theo phương pháp tính mới. Giai đoạn 2011-2015, du khách đến với Đà Lạt đạt 16,75 triệu lượt khách, tăng 73% so với giai đoạn 2008-2010, tăng bình quân 11,8% một năm. Đặc biệt, trong 2 tháng đầu năm 2019, du khách đến Lâm Đồng ước đạt trên 1 triệu 200.000 lượt, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2018. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ cách chợ Đà Lạt khoảng mấy trăm mét, có một con phố là nơi hội tụ của những cửa hàng ăn uống ngon nhất, những con đường đẹp nhất như Tăng Bạc Hổ, Phan Bội Châu, Nguyễn Văn Trỗi hay Trương Công Định. Những khách sạn hay nhà nghỉ hạng sang nhất hay bình dân nhất đều hội tụ ở đây. Đó chính là con phố Tây của thung lũng ngàn hoa Đà Lạt. Là một con phố như mọi con phố bình thường của Đà Lạt, nhưng trong nhiều năm qua, đã có rất nhiều du khách nước ngoài đổ dồn về nơi đây ngày càng đông, nên con phố Trương Công Định dần được Tây hóa và được mọi người gọi bằng cái tên khu phố Tây. Nơi đây tập trung rất nhiều nhà hàng, cà phê, quán bar. Mỗi quán mỗi kiểu trang trí đặc trưng riêng, nhưng tự chung đều mang dáng dấp của phong cách châu Âu. Một không gian yên bình, tĩnh lặng và những buổi chiều ở thành phố Hoa, đi dạo ở khu phố Tây cùng những con phố lân cận, người ta có cảm giác như lạc vào một nơi mà thời gian trôi thật chậm.
Mình thích không khí ở đây, rất dễ dàng để tìm kiếm các thông tin cần thiết trên con phố nhỏ này. Mọi người ở đây thì thân thiện, họ hướng dẫn nhiệt tình chi tiết cho chúng tôi mọi thứ. Con đường này tuy một chiều, nhưng tôi thích sự bình yên, nhẹ nhàng nơi đây. Ghé thăm và nghỉ lại phố Tây không chỉ có du khách quốc tế, mà còn có cả khách du lịch trong nước. Họ tới đây vì những khách sạn có mức giá khá rẻ, lại nằm giữa trung tâm thành phố, rất thuận tiện để di chuyển đến các điểm tham quan. Người trẻ coi phố Tây là nơi giải trí, giao tiếp và học hành. Họ được tiếp xúc với các nền văn hóa, ngôn ngữ khác nhau trong không gian thoải mái và phóng khoáng. Em thấy Đà Lạt thì nó luôn rất là đẹp rồi, rất là mộng mơ. Nhưng mà ở đây em cảm giác nó có chút nó hiện đại, với lại là khi em thích những cái con dốc ở Đà Lạt. Cái con dốc ở ngay khúc đấy thì nó rất là đẹp và em cảm giác em có thể ngắm được hoàn toàn một cái khía cạnh khác của Đà Lạt đó. Và nó cũng khá là nhiều tiện nghi. Ở đây, du khách chỉ bắt gặp không khí nhộn nhịp vào buổi tối, nhưng cũng rất thoải mái. Bạn có thể tự nhiên dạo chơi, thả bộ khắp nơi, hoặc ghé vào các cửa hàng quán ăn xung quanh mà không hề bị ai chèo kéo. Sau một ngày dài rong ruổi thăm thú đâu đó ở thành phố Hoa, những vị khách du lịch nước ngoài thường dừng chân tại các nhà hàng nhỏ, phục vụ các món Âu, Á, ngồi lại bên nhau để thưởng thức rượu mạnh hay những ly cocktail. Trong câu chuyện, họ thường trao đổi với nhau về ấn tượng của mình khi đến Việt Nam, chia sẻ các trải nghiệm, những vui buồn trong chuyến đi của họ, hay chỉ cho nhau những địa điểm du lịch thú vị mà mỗi người đã đi qua. Bên cạnh các nhà hàng là những quán búp nhỏ với tiếng nhạc rộn rã, hay những quán cà phê, dịch vụ giải trí với không gian ấm cúng trong các ngôi nhà nhỏ xinh đậm chất Đà Lạt. Lần đầu tôi đến với Đà Lạt, mọi thứ thật tuyệt, cứ như tôi đang về chính quê hương của mình vậy. Ở đây, tôi không hề thấy mình như một du khách, tôi yêu mọi thứ thuộc về Đà Lạt, không khí, cảnh quan, con người, dịch vụ. Mọi thứ khiến cho tôi dễ chịu và bình yên. Khách du lịch đến với Đà Lạt rất thích khám phá những nét đặc trưng về con người hay nét đẹp cảnh quan, tham gia những tour du lịch dã ngoại, du lịch mạo hiểm. Chính vì thế, trên con đường này xuất hiện rất nhiều công ty, văn phòng hướng dẫn tour. Nhờ đó, du khách nước ngoài nói riêng có thể dễ dàng nắm bắt những thông tin về tour du lịch ở các tỉnh khu vực Tây Nguyên, cũng như các tour du lịch địa phương khác. Trên con phố này cũng đã xuất hiện rất nhiều cửa hàng lưu niệm mang đậm chất Việt, như các mặt hàng tranh thêu tay, tranh đá quý, gốm sứ, nón lá, áo thun Việt Nam, áo dài, vân vân. Chị mới chuyển đến đây thì chỉ có một vài cửa hàng lác đác thôi, rồi dần dần đó rồi nhiều cửa hàng mở lên bán những đồ handmade, có những quán bar, rồi Tây nó truyền miệng nhau rồi nó đến. Rồi thành phố Tây thôi. Mùa nghỉ đông khoảng những tháng đó là tháng đông khách. Họ đến đây, họ rất là thân thiện, họ rất là thích con người Đà Lạt. Và những cái kiến trúc, rồi những cái con đường của Đà Lạt. Dù không hình thành nên khu phố Tây nhộn nhịp, sôi động như những thành phố du lịch nổi tiếng khác, nhưng một cốc tay nhỏ nhắn tại Đà Lạt đang có phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa, loại hình du lịch ở thành phố ngàn hoa này, tạo điểm nhấn hấp dẫn du khách trong và ngoài nước, đồng thời phản ánh phần nào xu thế giao lưu văn hóa hiện nay. Quý khán giả thân mến, trong chuyến hành trình khám phá Đà Lạt, có bao giờ bạn nghĩ rằng mình có thể tận tay hái những nông sản đặc biệt của Đà Lạt hay chưa? Và ngày hôm nay thì Thùy Linh sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một chuyến hành trình khám phá, trải nghiệm một ngày làm nông tại Đà Lạt nhé! Tour du lịch trải nghiệm một ngày làm nông dân tại Cầu Đức Farm tuy mới đưa vào hoạt động gần 2 năm nay, nhưng đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo du khách. Trong năm 2018, Cầu Đức Farm đã đón 260.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm. Và chỉ riêng dịp Tết Nguyên đán 2019 vừa qua, đơn vị cũng đã đón chào hơn 2.000 lượt khách mỗi ngày. Khi đến với tour du lịch trải nghiệm một ngày làm nông dân, du khách được tham quan nhà trồng xà lách thủy canh với những búp xà lách xanh mướt trải dài trong khu vực có diện tích 3.000m². Tại đây, hướng dẫn viên sẽ cung cấp những thông tin cần thiết về quá trình sinh trưởng và phát triển của cây xà lách, cũng như những kỹ thuật và công nghệ hiện đại hiện đang áp dụng tại khu vực này.
Lần đầu tiên tôi đến đây và thấy là cảm nhận về cầu đất này tôi rất là thích. Cái khung cảnh thiên nhiên và các cái vườn rau thủy canh rồi vườn hoa, và thích nhất là được thu hoạch, được làm nông dân để thu hoạch các cái cây rau của rau xà lách này và ăn trực tiếp tại vườn mà cảm thấy rất là phấn khởi. Nếu mà có cái cơ hội, có thời gian để rảnh rỗi thì tôi sẽ là chọn thời điểm thích hợp để đi du lịch vào đấy và đưa cả gia đình vào để thưởng thức cái phong cảnh của cầu đất và trải nghiệm một ngày ở cầu đất này để làm nông dân, để thu hoạch các cái sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Một ngày làm nông dân có thể giúp du khách tìm hiểu về phương pháp làm nông nghiệp công nghệ cao, cũng như tự tay thu hoạch những loại nông sản sạch được trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp như rau xà lách thủy canh, dưa leo baby, củ cải đỏ, khoai lang, súp lơ, vân vân. Sau khi tham quan toàn bộ khuôn viên trồng, các bạn sẽ được nhân viên của nông trại phát dụng cụ làm nông và hướng dẫn các bạn ra đồng. Cầu Đức Farm từ lâu đã nổi tiếng vì trồng rau sạch tươi ngon mà không dùng thuốc hay phân hóa học, nên du khách có thể thưởng thức trực tiếp nông sản tại vườn mà không cần qua bất cứ một công đoạn sơ chế nào. Hiện tại thì du khách khi đến đây rất là hài lòng với cái chương trình trải nghiệm một ngày làm nông dân của bên mình. Thì hiện tại với cái mô hình của bên mình là rau thủy canh và vườn dưa leo hoặc cà chua, nhưng mà sắp tới bên mình sẽ phát triển thêm một số cái mặt rau củ khác nữa, như chẳng hạn là súp lơ, khoai tây hoặc là củ cải đỏ, để cho mọi người du khách khi đến đây mọi người sẽ trải nghiệm những cái mà ở dưới mọi người chưa phát triển ở đây. Và đặc biệt thì ở Đà Lạt mọi người vẫn đã có những cái mô hình này rồi, nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa chính thức, khách du lịch chưa chính thức là tự tay thu hoạch và hái như thế này. Hơn nữa, bạn còn được tham quan, thỏa thích chụp ảnh trong không gian vườn hoa đua nhau khoe sắc, nở rộ. Nào là lavender, cẩm tú cầu, hoa hướng dương, vân vân. Bên cạnh đó, Cầu Đức Farm còn có các chương trình hỗ trợ về giáo dục, tìm hiểu nông nghiệp sạch dành cho các em học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố, cũng như trong cả nước đến tham quan, học tập và trải nghiệm. Đây hứa hẹn không chỉ là địa điểm vui chơi check-in đẹp mắt, mà còn là địa chỉ thú vị khi khám phá những sản vật đặc trưng của Đà Lạt. Một ngày hóa thân thành người nông dân thực thụ tại cầu Đức Farm sẽ giúp cho du khách thêm hiểu, thêm yêu và trân trọng công sức của người nông dân, những người đã làm nên hạt ngọc quý cho đất lành Đà Lạt. Quý vị và các bạn thân mến, tour trải nghiệm một ngày làm nông tại cầu Đức Farm vừa rồi cũng đã khép lại chương trình du lịch cuối tuần hôm nay. Xin hẹn lại quý vị và các bạn vào khung giờ này tuần sau để cùng Hải Yến tiếp tục cập nhật những thông tin du lịch đầy thú vị và hấp dẫn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!